Style xin mến chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái combo airless body kit Raptor, đi cùng với đó là mâm hot title, trong những dòng mâm rất cao cấp luôn các bạn, và lớp PF Nutrix ha. Một combo nghĩ khá đẹp dành cho những khách yêu thích xe Raptor nha. Và combo này là trong những combo đẹp nhất mà mình từng chia sẻ review. Cái phần đầu xe thì chúng ta có thể lên bộ body kit Raptor. Bạn để ý thì cái phần mặt logo chữ Ford nó sẽ liền với lại cái đèn ha, và cái phần cản trước ở LED này thì có một số chi tiết chúng ta có thể nâng cấp thêm. Ngoài những cái body kit mâm lớp, chúng ta còn thêm những cái tiện nghi để hỗ trợ cho người dùng ha, hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình sử dụng xe. Đó là cái cặp ti nắp capo các bạn. Đời này thì mình dùng cây chống ha, chúng ta thêm cặp ti thì chúng ta mở nắp capo sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái phần camera 360 với lại camera 3 mắt nữa các bạn. Với những xe phiên bản 4x4 thì có camera 360 sẵn ha, và phiên bản 4x2 bản update của 2023 thì có sẵn. Còn những bản Sport, bản Gen, bản Ambient thì chưa có, thì chúng ta có thể hoàn toàn nâng cấp thêm được nha. Nếu các bạn nâng cấp camera 360 á, thì chúng ta sẽ gọi lệnh nó ra, còn chúng ta có thể tùy chỉnh thêm trên màn hình với những cái giao diện. Nếu bạn nâng cấp về camera 3 mắt á, thì chúng ta phải gọi bằng cái signal thì nó mới xuất hiện ra nha, chứ nó không có những cái giao diện ở trên màn hình. Camera 3 mắt nó chỉ bằng khoảng một nửa so với lại camera 360 thôi các bạn, cũng tùy vào cái nhu cầu công việc của chúng ta nha. Cái body kit Raptor này chúng ta có hai mẫu, mẫu body kit Raptor nhập Thái, các bạn để ý cái phần mặt con mắt camera 360 nó sẽ nằm trên nó chữ Ford. Đó, cái mắt camera này là các bạn, nó sẽ nằm trên chữ Ford. Đó. Còn nếu mà các bạn chọn body kit nhập chung á, thì con mắt camera sẽ nằm dưới nha. Body kit Raptor nhập Thái thì nó được đổ khuôn đúng size 11 với lại body kit với lại mẫu Raptor luôn các bạn, nên chúng ta cầm lên chúng ta sẽ thấy nó nặng hơn, nó chắc hơn nha. Tất cả những cái bản này thì đều có sẵn hàng tại AutoStyle bên mình hết các bạn. Các bạn đụng vô rất chắc chắn luôn ha, nó rất liền lạc với lại cái phần cản trước các bạn. Và cái phần nhựa của body kit nhập Thái nó cũng sẽ đẹp hơn, tại vì nó là nhựa ABS, nó là nhựa trắng chưa sơn. Còn body kit nhập chung thì nhựa đã được sơn rồi. Đó. Chúng ta có thể đổi màu tùy chọn qua cái màu xe của chúng ta. Cái phần phía trước thì chúng ta còn nâng cấp thêm cái đèn sương mù gầm nữa các bạn. Phần đèn thì mình nghĩ trong những cái gói về an toàn để giúp chúng ta đi xe sẽ an toàn hơn ha. Chúng ta đi trên đường cao tốc, chúng ta đi với tốc độ nhanh thì đèn chiếu gần rất quan trọng luôn. Chúng ta thêm đèn sương mù gầm với ánh sáng vàng hoặc là ánh sáng trắng, để giúp cho xe chúng ta sẽ quan sát dễ dàng hơn. Những đoạn đường mà chúng ta đi tốc độ cao với những cái góc cua nó nhanh nữa các bạn, không sáng thì cũng khá là khó khăn thì cho chúng ta di chuyển nha. Ở bên mình thì có sẵn cái mặt dưỡng về đèn sương mù gầm, các bạn tới thì mình chỉ đổi cái mặt dưỡng zin qua mặt dưỡng mình làm sẵn ha, lắp lên thời gian cũng rất nhanh, tầm khoảng cũng 3-4 tiếng là đã xong cái phần đèn sương mù gầm rồi các bạn. Cái phần cụm đèn LED Smart Gate này bên mình có sẵn hàng dành cho phiên bản 4x2 và phiên bản Ambient, phiên bản Sport luôn nha. Đó, thì chúng ta lắp lên cùng với body kit Raptor thì quá đẹp luôn các bạn. Thì bộ về LED Smart Gate mà hàng OEM á, thì khi mà chúng ta bật cái đồ code á, thì cả đèn dưới, đèn trên nó cùng sáng. Còn cái đèn mà cái đèn LED Smart Gate Zin á, thì chúng ta bật code thì chỉ có mỗi đèn dưới sáng thôi ha. Tất cả cái này thì bên mình có sẵn hàng hết nha. Các bạn cứ gần giao lô cho mình theo số điện thoại là 0933 886 579, mình sẽ chia sẻ phương án và những cái mẫu đèn hiện nay có cho các bạn xem. Cái phần mặt ca lăng, nếu mà chúng ta không chơi body kit Raptor các bạn, thì chúng ta cũng có thể thay mặt ca lăng chữ Ford nha. Thì mặt ca lăng này nó có sẵn ba cái đèn định vị F150. Chúng ta thay mặt ca lăng Raptor chưa có thì chúng ta cũng có thể thêm ba đèn hoặc là bốn đèn F150, tại vì cái mẫu này chúng ta thêm bốn đèn mỗi bên hai đèn thì nó sẽ nhìn cân hơn ha. Bốn đèn đổi màu áp, chúng ta có thể tùy chọn những cái chức năng về đèn, hoặc là chúng ta có thể làm đèn mắt quỷ đối với những, hoặc là mắt thiên thần đối với những cụm đèn chúng ta có thể nâng cấp. Những cái dòng thấp hơn chúng ta có thể nâng cấp ba cặp bi laser size 1.8 inch, hoặc là hai cặp bi laser loại 3 inch ha, cũng tùy vào cái khẩu vị của chúng ta.
cái phần cản trước trong body kit này các bạn, phần sơn và cái phần nhựa nhìn nó liền lạc chắc chắn và nó đúng size, đúng khuôn với lại bản laptop luôn nha. Rất đẹp luôn ha. Những cái cảm biến mà mình làm xong á, những cái cảm biến sensing đó thì mình sẽ chuyển qua cái body kit, mình khoan ở đúng vị trí ha, mình lắp luôn. Tại vì nó có cái mặt dưỡng để chúng ta có thể lắp body kit nhìn nó liền lạc, chứ nó không có phải là bị lõm vô hay là bị hộc ra nha. Đó, quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Hàng thì có sẵn tại bên mình hết. Hiện nay mình đang còn hai bộ body kit của Airless. Đây, những cái mí ha, bên mình làm rất kỹ luôn các bạn. Mà bên mình phải check keo ở cái bề mặt để cho nó dính vào cái bề mặt của xe. Ở trong thì mình còn gia cố thêm những cái vít nữa các bạn, để nó giữ bên trong. Sau đó thì mình còn bắn một lớp keo ở trên bề mặt nữa, để cho nó chống vấn đề mưa mà dội vô chỗ đó. Nó sẽ làm cho dễ xúc body kit. Bên mình làm cái này cũng rất nhiều rồi các bạn, nên bên mình làm khá kỹ ha. Các bạn chỉ cần đến bên mình sẽ chia sẻ những cái cách và những cái phương án để chúng ta có thể của chúng ta nha. Đó, thì cái phần mâm, mâm lớp trong cái mẫu này thì mình đang đi về mâm host title, một dòng mâm đỉnh của tất cả bộ mâm luôn nha. Về dán kiếm cách nhiệt các bạn, bên mình thì có dán kiếm 3M Crystal Light, 3M Crystal Light, 3M thì nó chia làm nhiều dòng các bạn, Crystal Light, Eco, Glimmerium, Ceramic và High Performance, thì cái giá nó sẽ dao động từ 14.800.000 đối với cái loại dán kiếm cao cấp nhất nha. Loại thấp nhất thì tầm khoảng 6.000.000 các bạn. Phần mâm lớp một trong những chi tiết không thể thiếu để đi cùng với lại body kit các bạn. Các bạn thấy bốn lớp cu bánh trong một body kit nhìn rất đẹp luôn ha, rất liền luôn các bạn. Bên mình xử lý bề mặt và xử lý bằng bên trong rất chắc chắn luôn ha, các bạn cứ yên tâm. Đó, cái bộ mâm này các bạn, mâm host title, trong những mâm rất hot ở bên Thái luôn các bạn. Và đi cùng với đó là lớp BF Quick ha. Đây cũng là dòng lớp được Ford lựa chọn cho những dòng xe lắp to các bạn, bởi vì cái độ sức bền của nó cũng tốt ha, và khả năng chống ồn của cái lớp này nó cũng khá tốt khi mà chúng ta đi trên đường địa hình hoặc chúng ta đi trên đường trường nha. Với những cái bộ lớp này thì chúng ta chạy khoảng 70 đến 80 ngàn km thì mới xuất hiện những tình trạng ồn và tình trạng phải cần phải thay lớp. Host title thì cái dòng lớp, dòng mâm này giá nó đắt hơn tất cả cái dòng mâm khác. Mâm trên thị trường thì có Fuel, KMC, Platino, rất nhiều dòng mâm luôn ha. Thấp hơn thì có Oasis các bạn. Đó, nhưng mà chúng ta có điều kiện chúng ta bộ chơi combo này thì quá tuyệt vời luôn các bạn. Thông tin là Baja Champion nè các bạn. Đây dòng lớp được Ford lựa chọn để đua cuộc đua Baja 1000 nha. Baja là đua chạy trong vòng khoảng 24 tiếng liên tục các bạn. Xe sẽ nào và sẽ về trước, sẽ là xe thắng cuộc nha. Tại vì trên đường địa hình, đường dừa, đường cát, đường địa hình, đường sa mạc, chúng ta chạy với tốc độ rất cao luôn các bạn. Cái xe thì trọng lượng khoảng hơn 1 tấn, dập lên dập xuống với cái dao động rất nặng luôn ha. Thì với những cái cấu trúc và cái lớp như vậy thì mới chịu được nha. Còn với những cái lớp bình thường như là lớp zin, chúng ta đi đường trường thì được, chúng ta đi đường địa hình rất dễ mà test lớp luôn các bạn. Đó, thì đăng kiểm hiện nay của chúng ta thì bắt buộc quay về cái lớp zin. Thì mình không hiểu là với những cung đường khác nhau, với những cung đường khó khăn hơn thì đi lớp zin làm sao chúng ta có thể yên tâm được ha. Thì cái này sắp tới mình nghĩ đăng kiểm cũng có phương án để mở ra, để những dòng lớp nó phù hợp với những cung đường khác nhau, để phù hợp với công việc, để giúp cho người chơi xe có thể thoải mái hơn nha. Hay cái gương chiếu hậu nữa các bạn, thì gương bởi bản 4x4 thì có khá nhiều chức năng, có camera 360, gập gương theo chiều, cảnh báo điểm mù, sấy gương các bạn. Với những bản thấp hơn thì chúng ta có thể nâng cấp thêm camera 360 ở cái cụm gương này nha, hoặc là camera 3 mắt các bạn. Đó, giống như mình giới thiệu ban đầu. Chúng ta có thể nâng cấp thêm tính năng ẩn là đề nổ từ xa các bạn. Chúng ta dùng chìa 5 nút hoặc là chúng ta dùng chìa trên cái chìa riêng của chúng ta luôn. Chúng ta đề vào format đó, thì thời gian nổ máy từ 60 đến 90 giây. Nhưng mà chúng ta sử dụng trên cái chìa khóa để nổ từ xa thì bấm một phát ăn ngay nha. Mình nghĩ cái này cũng là gói về an toàn và sức khỏe luôn các bạn. Tại vì nó sẽ giúp cho xe mở máy lạnh sớm hơn ha. Để chúng ta có thể bước lên xe, nó không bị hiệu ứng nhà kính các bạn. Chúng ta có thể làm tay chén cửa hoặc là BVF hõm tay cửa ha. Để giúp cho xe không bị chày. Đây là phiên bản nội thất nâu các bạn. Đen kết hợp nội thất nâu, trong những cái thiết kế cũng khá đẹp ha. Chúng ta đi cái dòng xe này, chúng ta muốn thay đổi những chi tiết khác về ốp nhựa hoặc là ốp vân, những cái hốc gió mà chúng ta muốn chuyển qua màu khác theo những cái style của Lizard hoặc là BM hoặc là style của Raptor ha. Bên mình cũng đều có những cái cá nhân hóa này nha. Và mình đều lắng nghe những cái ý của khách hàng các bạn, để làm sao có thể nâng cấp cái xe nó phù hợp với lại cá nhân hóa của khách hàng nhất.
về xe nâu, xe đen hoặc là xe ghế đỏ ha, nó phù hợp với xu hướng của những năm 2023. Hơn đó thì chúng ta thấy phần trần, phần cột nó sẽ là cái nỉ màu kem các bạn. Chúng ta muốn chuyển màu đen để nó xe luxury hơn, hoặc là những màu khác như là màu nâu, màu be thì đều có đến Auto Style bên mình nha. Mình đều có làm những cái này cho khách hàng. Hoặc là bên mình còn nâng cấp cá nhân hóa về đèn LED nội thất nữa các bạn, sẽ nháy đèn theo nhạc nha và bầu trời sao ha, để giúp cho chúng ta có thể có những không gian nó lung linh hơn, sang trọng hơn như những dòng xe cao cấp các bạn. Nhưng 4 thì sử dụng màn hình là 12 inch các bạn. Chúng ta có thể thêm hộp hộp Analog nha. Analog bây giờ thì kết nối đa giải trí luôn, chúng ta có thể xem YouTube, lướt web các kiểu luôn ha. Có thể lên phần mềm Việt Map S2 nếu các bạn nâng cấp hộp Analog bên mình. Mình còn tặng các bạn thêm cái sim 4G xài mỗi ngày 4GB trong vòng 1 năm nha. Chúng ta có thể ra lệnh bằng giọng nói rất dễ dàng trên cái vô lăng của chúng ta ha. Và bản này thì cũng đã tích hợp camera 360 sẵn các bạn, rất nét luôn. Camera 360 sẽ khác camera 3 mắt chỗ này nữa các bạn. Nếu mà chúng ta lắp camera 360 bên mình, các bạn sẽ chọn những cái tùy chọn về cái góc xem ở trên màn hình ha. Đó, mình tùy chọn giống như phiên bản zin này các bạn. Còn nếu mà chúng ta chọn camera 3 mắt thì chúng ta gọi vào xi nhan thì nó mới ra cam trước, cam sau, cam trước, cam trái hoặc cam phải thôi nha. Chứ nó không có tùy chọn trên màn hình. Giá thì nó bằng phân nửa của hộp của camera 360 thôi các bạn. Ford hiện nay luôn họ cũng đi về hướng công nghệ rất nhiều luôn. Ford thì nổi tiếng về triết lý về an toàn ha. Họ hiện nay họ cũng đi thêm về cái hướng về công nghệ và những cái tiện ích dành cho người dùng. Thêm vào đó là những cái hỗ trợ cho khách hàng từ xa nữa các bạn. Ghế của Ford cũng rất trực quan ha. Chúng ta có thể tùy chỉnh những cái cảm biến trên màn hình và chúng ta có thể tùy chọn dưới cái cụm cần số bên dưới các bạn. Bảng 4x4 là cần số điện tử ha, giúp cho chúng ta có thể hỗ trợ đổ xe tự động mà không cần ngồi trên xe. Còn những cái nút này, nút tùy chỉnh về phanh tay điện tử, về chế độ lái, đường địa hình, đường đường trường các bạn, chúng ta có thể có nhiều cái tùy chọn giúp cho chúng ta lái xe. Đây, chúng ta có thể lít trên màn hình nha, hỗ trợ đổ xe, khóa V-Sai còn sau. Chúng ta có thể lít bên dưới ha, lít kiểu nào cũng đều được. Và cái đây là cái cụm mà chúng ta có thể chuyển qua từ 2H, một cầu nhanh, hai cầu nhanh và hai cầu chậm các bạn. Đổ xe laptop thì chúng ta có thêm 4A nữa, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, rất tiện ích luôn ha. LS thì chưa có dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Phanh tay điện tử nó cũng nằm ở trong cái cụm này của các bạn. Tất cả những cái tiện nghi về an toàn Ford đã nâng cấp lên khá nhiều các bạn. Nhưng mà nó cũng còn khá thiếu nhiều số cái tiện nghi về hỗ trợ người lái để phù hợp với lại đường xá Việt Nam. Chúng ta có thể đến AutoStyle chúng ta có thể nâng cấp được nha. Cái phần màn hình này đối với bản tất cả các phiên bản LED luôn đều là màn hình LCD, nhưng mà nó khác nhau về cái chức năng các bạn. Đối với bản 4x4 thì có chức năng cảm biến áp suất lốp, nhưng mà cái phiên bản thấp hơn thì chưa có. Thì cái này chúng ta có thể nâng cấp được bằng cách là chúng ta sử dụng cái cảm biến hàng phụ tùng của Ford, chúng ta gắn vào 4 bánh ha, và chúng ta kích hoạt tính năng ẩn lên. Ngoài ra Ford cũng up đi một số tính năng ẩn về giống như chế độ Sport, chế độ Bazaar ha. Chúng ta muốn làm chúng ta phải đến những đại lý của Ford hoặc là đến bên mình sẽ mở lên miễn phí cho khách hàng ha. Mình sẽ auto lên kính cho khách hàng về 4 cửa nè, về chế độ lái, chế độ chạy xe nè, chế độ Sport nè các bạn. Ở phần trên kính này chúng ta có thể lắp thêm camera hành trình. Camera hành trình thì có nhiều loại của Việt Map thì nó sẽ đọc biển báo, quét biển báo cho chúng ta. Chúng ta có thể chọn những phiên bản giá mềm hơn giống như Xiaomi hoặc là những phiên camera hành trình của Blackview các bạn, giá nó cao. Cái phần loa trung tâm chúng ta có thể gắn cái loa mà thay mặt dưỡng ha, để kích hoạt đường tiếng. Khách hàng chia sẻ với mình thì âm thanh nó sẽ hay hơn khoảng 30% các bạn. Cái vô lăng chúng ta có thể làm lại vô lăng da mai chỉ đỏ theo một cách của laptop, hoặc chúng ta có thể làm vô lăng đê kết các bạn. Chúng ta đắp sợi carbon fiber và chúng ta làm da hai bên, nó sẽ cá nhân hóa, nó tăng cảm xúc khi mà người dùng ngồi trên xe để trải nghiệm xe nha. Đây là những cái thiết kế về tiện nghi các bạn, thì nó cũng chẳng ảnh hưởng về vé đăng kiểm nha. Thì các bạn yên tâm khi mà đến với bên mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái gói mà nó về cá nhân hóa để không làm ảnh hưởng đăng kiểm, mà có những cái gói mà phù hợp với lại những khách hàng này, với những khách hàng mà có khả năng chịu chơi và chịu chi hơn, hoặc là có những mối quan hệ trong cuộc sống thì chúng ta có thể chơi mâm lớp, mình nghĩ cũng không vấn đề gì, cũng tùy vào khẩu vị của khách hàng. Cái cụm bên đây là cái cụm chúng ta có thể tùy chỉnh những cái về thông tin về xe, thông tin về cảm biến áp suất lốp, thông tin về sử dụng xe. Ford hiện nay họ cũng đã tích hợp rất nhiều chức năng hỗ trợ người lái, nhất là bản 4x4 các bạn. Có chức năng tự động tăng giảm tốc độ để giữ khoảng cách xe phía trước, phanh chủ động,
rất nhiều tính năng hấp dẫn luôn nha. Cái nút điều khiển cũng khá trực quan đó các bạn, cũng rất là dễ xài ha. Cái cụm bên đây và cụm màn hình trung tâm thì mình chưa có việc hóa màn hình được, do cái phần cost của ngoài thị trường hiện nay chưa có nha. Có mình sẽ update để cho các bạn có thể chuyển hóa bằng tiếng Việt, chúng ta sẽ dễ xài hơn. Mà sắp tới mình nghĩ cũng sẽ có các bạn. Màn hình LCD tất cả các chi tiết luôn các bạn, nhìn rất xịn luôn ha. Và Ford mình cảm thấy là đi trước đối thủ hai đời công nghệ đó các bạn. Hiện nay đối thủ còn đang loay hoay tại lấy trên lực dầu, màn hình còn màn hình số, màn hình cơ, nhưng mà Ford cũng đã làm công nghệ hỗ trợ người dùng khá nhiều ha. Đó. Cũng bởi vậy mà doanh số của iOS hiện nay cũng đang trong top 10, còn Ford Ranger là trong những doanh số vua bán tải rồi các bạn. Hai dòng xe chiếm doanh số rất cao của nhà Ford. Chúng ta muốn nghe hay hơn, chúng ta có thể thay bằng dàn loa focal ha, gồm có 8 loa các bạn, thay 4 loa bass, 4 loa chép. Chúng ta sẽ nghe âm thanh nó chất hơn ha. Ở những cái hộp gió này chúng ta muốn cá nhân hóa, chúng ta chuyển qua style laptop to các bạn, thì ở ngoài nó là đen bóng ha, ở trong nó sẽ là đỏ. Những cái hộp này phiên bản thấp hơn không có nha, phiên bản 4x4 mới có. Chúng ta có thể đến Auto Style nâng cấp thêm những cái phụ tùng này. Cái cụm đèn các bạn, những cái cụm đèn về tùy chỉnh về ánh sáng trên màn hình, về đèn sương mù gầm ha, nó sẽ nằm ở vị trí này. Đó, chúng ta có nâng cấp thêm đèn thì mình cũng sẽ đi lại với hệ thống zin các bạn, nghĩa là chúng ta tùy chỉnh tùy chọn giống như zin nha, không làm mất đi chức năng zin và cũng không làm ảnh hưởng đến hệ thống điện, hệ thống zin của xe các bạn. Cái phần sàn thì chúng ta có thể thay bằng thảm thảm 6D, thảm nhựa theo khuôn đúc ha, để nó làm cho sàn chúng ta sạch sẽ hơn. Cấp cửa hít cho 4 cửa nha, cửa hít bên mình bảo hành 3 năm. Đây là trong những gói về nhà giàu các bạn, cái gói tiện dụng ha. Tại vì khi mà chúng ta lái chỗ tài xế ha, bạn chúng ta bước xuống hàng sau và thả cửa chui sát thì cửa hít sẽ giúp cho chúng ta đóng lại cũng rất là tiện luôn. Ở phần ba ga chúng ta có thể lắp thêm ba ga mui ha, ba ga mui dạng touch đó các bạn, một cái thanh mà có một cái phần miếng chống ồn ở phía trước để chúng ta có thể chuyên chở đồ và nó cũng không làm tăng cái diện tích của cái xe chúng ta. Kén về cách âm chống ồn các bạn, chúng ta cách âm và 4 hốc bánh là quan trọng nhất ha. Bên mình làm 2 lớp, sau đó làm về 4 cửa 3 lớp, sàn là 2 lớp và tới trần rồi tới nắp capo và vách ngăn khoang máy nha. Đó là những cái vị trí cần cách âm ưu tiên thứ tự các bạn. Bên mình cũng đã option chữ LED LED luôn các bạn. Khi mà chúng ta đọc thắng chữ LED này sẽ sáng đèn màu đỏ lên ha, nhìn cũng xịn sò các bạn, và nó ấn tượng với những cái xe phía sau mà chạy tới chúng ta để giúp cho xe chúng ta an toàn hơn nha, nó ngay tầm mắt của xe máy luôn các bạn. Còn cụm này camera thì theo bộ camera 360 theo xe. Cái hàng ghế thứ hai chúng ta nên làm ở ngay hàng ghế thứ ba, chúng ta nên làm ngã lưng hàng ba nha, nó ngã một cái góc khoảng 15 độ các bạn, để giúp cho ngồi hàng ghế thứ ba sẽ thoải mái hơn. Mình người cũng cao cả 1m7 các bạn, mình sẽ ngồi ở hàng ghế thứ ba, mà nếu mà đi gần thì được, đi xa thì ngồi khá mỏi ha. Chúng ta làm gặp ghế thì sẽ thoải mái hơn, nếu mà chúng ta lỡ đi hành trình 7 người mà đi xa thì có cái hàng ghế thứ ba nó ngã hơn nghiêng một chút xíu sẽ đỡ hơn rất nhiều các bạn. Chúng ta thay dàn loa focal, cho thay luôn 8 cái loa ha, giúp cho không gian ngồi trong xe sẽ nghe hay hơn. Kết hợp với đó chúng ta có thể thêm một cái súp nữa các bạn, súp cầm ghế nên sẽ đánh những cái bài nhạc có bass nghe hay hơn khá nhiều nha. Một cái bộ công cụ để chúng ta có thể lấy lớp dự phòng nó nằm ở đây, chúng ta xoay vào cái lỗ này thì sẽ hạ lớp dự phòng xuống để chúng ta có thể lấy. Và cái việc mà thay lớp, bên mình cũng có những cái bộ mà tự vá lớp mà vá nhanh luôn các bạn, giá cũng rất mềm luôn ha, tầm khoảng 900 ngàn thôi các bạn. Chúng ta có thể vá lớp và bơm hơi bằng điện tử, cũng rất tiện luôn. Cái bộ công cụ này anh khách chuyên đi xe đi off-road chia sẻ lại cho mình. Có cái bộ này thì cả 3-4 năm nay thì anh chưa bao giờ vá lớp luôn, và anh cũng sẽ rất tự tin khi mà đi đường tối, đi đường khuya một mình nha. LS thì cái xe khá đẹp với cái mẫu NextGen này các bạn, mà chúng ta ứng với góc 45 độ từ phía sau nhìn tới nha các bạn. Thiết kế phần mâm lớp nó bằng với lại cái mí của cái ốp của bánh luôn ha. Ở phần gầm, gầm của LS thì mới cũng đã thay đổi một chút xíu, nó làm cho cái vấn đề mà đi xe chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn. Chúng ta muốn tùy chỉnh được cái độ cứng mềm nhiều hơn á, chúng ta có thể thay những cái dòng phục các bạn, phục BB51. Chúng ta có những cái nứt chỉnh cứng mềm với những cái chị vợ đi xe cũng khá là nhạy với lại cái độ mềm các bạn. Chúng ta chỉnh cứng một xíu ha, cái xe nó sẽ đỡ bồng bềnh, đỡ lắc, để chị vợ cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn nha. Khi mà chúng ta đi full tải cho chỉnh mềm chút xíu ha, để những người ngồi trên xe sẽ thoải mái hơn. Đây bây giờ mâm lớp chúng ta nên thêm vào cái đó là chắn bùn AOB các bạn, dòng chắn bùn cao su đúc ha. Các bạn ở thị trường thì có loại nhựa đúc nữa ha, nhựa đúc nó sẽ bị cong vênh nha.
Cái phần nội thất này chúng ta có thể thêm vô cảm biến chân ga các bạn, sẽ giúp cho xe máy dầu sẽ hạn chế được chân ga. Song song đó thì bên mình cũng đã mở những chức năng về chế độ sport các bạn, hoặc chế độ baza, chế độ đi đường khó, thì các bạn chuyển qua chế độ sport thì xe các bạn cũng sẽ hạn chế được ở chân ga phần nào. Chúng ta thêm cảm biến chân ga bê tông bốc vô nữa thì xe chúng ta rất bốc luôn ha. Và đây là một chuyển bộ cảm biến nó khá thông minh các bạn, và nó sẽ tùy chỉnh theo cái tốc độ chúng ta và cái độ đạp chân ga chúng ta ha, nó sẽ biến thêm để không phải lúc nào nó cũng phải nhồi ga nhiều ở những cái giải tốc độ nha. Hơn thì chúng ta nên phủ ceramic trước khi chúng ta nhận xe, tại vì bề mặt sơn lúc này thì đang còn đẹp các bạn. Chúng ta phủ một cái hiệu ứng gốm là dạng gương nó dày, và theo năm theo tháng chúng ta đánh bát, chúng ta đi gửi xe sẽ bay bề mặt gương trong xe chúng ta lúc nào cũng bóng, phản chiếu ngoài nắng cực kỳ đẹp luôn ha. Chúng ta phủ gầm nó sẽ bảo vệ gầm chúng ta đi đường mưa, đường axit, đường đường biển các bạn, thì phần gầm chúng ta không bị ăn mòn với những cái tốc độ và những cái độ nóng của phần gầm. Rồi mình cũng đã chia sẻ một cái gói combo độ nâng cấp cho xe LS, và gói này trong những mình đánh giá trong những gói cao cấp các bạn, với phần body kit nó lắp to rất đẹp luôn ha, đi cùng với đó là mâm hot title trong những mâm cao cấp nhất, và lớp BF Lutic là cái dòng lớp mà cao cấp nhất ha, đạt cái danh hiệu mà champion trong giải Baza các bạn. Và các bạn đừng quên like subscribe kênh YouTube của mình nha, kênh Bùi Văn Dũng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.